Hello, hello, chào anh em nhé, chào mừng anh em công bác trở lại với cái channel mình em nay lại là tất gõ tài xỉu đây anh em ơi. Tiếp tục chương mục quay hũ gỡ cầu chốt lại cho anh em tại cổng game Thiên Đường Trò Chơi TDTC. Đấy thì này anh em mình quay hũ với cái 4 là 35M anh em nhé. Sang anh em vào hũ Adventure, jackpot của nó sẽ tầm gần 2 củ anh em ạ. Đấy, không quả slot này thì anh em quay cho mình cái like 20 thôi, dòng 20 thôi. Hay hôm nay quay dòng 20 anh em mình cược nhỏ tầm 1.27k thì mỗi vòng như này tốn cái tầm gọi là 25k cho mỗi lượt quay thôi, quay nhỏ thử xem mình nổ to không anh em nhá. Và trong gian chờ đợi nổ hũ thì sẽ làm nhẹ vài cái tay cầu tài xỉu cho anh em. Đấy, bằng xanh thì là còn 123, kết thúc ở đây là con tài nên sẽ bể về xỉu cho anh em một tay. Bằng đỏ thì cứ là 212 theo cầu đều tay luôn anh em. Vừa đánh vừa soi vừa gỡ cầu cho lại anh em đây nhá. Chia sẻ cho anh em một tí kinh nghiệm kiến thức vào cầu trúng khuôn. Rồi, ok chưa? 42 sa 3, ngay quả xỉu chín đẹp luôn. Bằng xanh thông rồi, xem tôi bằng đỏ có thông không. Đỏ thông nữa tuyệt vời, thông hai tay cho anh em thì khá là ok la luôn. Đều tay đều cầu chốt lại chỉ là vấn đề thời gian đúng không anh em? Biết cách gõ, biết cách soi chốt lại thì không khó như anh em nghĩ đâu. Đấy, cứ thế mà đánh luôn ạ. Bàn đỏ có tài, bàn xanh có xỉu thì mới vào thông cả hai tay anh em rồi. 25M quay hũ chốt lại này là quá ok anh em nhá. Rồi, tiếp tục bàn xanh tiếp anh em, cầu này đánh về 232, tiếp cái xỉu bàn xanh một tay này. Để xem thử cầu này có nổ hũ không anh em ạ. Và slot này nổ to vậy nổ không anh em phải xem cùng tôi cách mà tôi gõ cầu chốt lại nổ hũ trầm rầm cho anh em. Rồi được free spin em nhá. Được free spin cho anh em rồi. Được mấy lượt quay miễn phí đây không không để ý lắm. Đấy. Tí anh em soi xem từ nổ được mấy tay chuẩn anh em ạ. Nổ được mấy tay chuẩn đẹp lên tí là ok. Ok anh em ngay. Đúng không anh em ạ? Làm tí công nghệ ba viết cho anh em. Bàn xanh xem có xỉu không đây anh em ơi, có xỉu cá tiền nào. Xỉu T3M anh em nhá. Phát này 62 xa 2 xa 1 nào. Ừ 62 xa 3. Gãy đúng một nút anh em ạ. Bàn đỏ tiếp tục cái xỉu 5M nhá, gãy cây 3 đó là cái 5 cho anh em. Bàn đỏ đây vẫn theo câu 212 đều tay. Bàn đỏ này vẫn cứ theo câu 212 đều tay anh em tí đúng không? Đỏ xanh tím vàng đi. Đỏ nào, xỉu không? 54 xa mấy? Ôi giời 54 xa 1 thì là ối rồi rồi. Cầu này hơi căng rồi anh em ơi, chưa đẹp lắm anh em, đều tay chút lại tí đúng không? Đẹp đánh sâu bỏ đều tay đều cầu cho lại anh em ở đây. Cây 5M xỉu bàn đỏ cho anh em 5461 luôn, vừa khít luôn em ạ. Vừa khít mà căng đét anh em như này thì quá tuyệt vời, thế thôi, tôi không cần nhiều. Vào phát nào chất lượng phát đấy là ok. Gãy cái này cái 6x24 mà đánh thôi, không gì phải khó đúng không em. Cái này đang là 311 à, đây chắc đánh là 11 anh em tí nhá, tại vì nãy không về xỉu rồi, chắc khả năng đây đi về tài. Đi về 11 anh em chứ nhầm. 11 bị về xỉu nhẹ nên một tay 115 bàn xanh đi. 115 bàn xanh xương xương tí cho anh em ok. Rồi xỉu 115 tí cho anh em phát. Xem có xỉu không đây. Xỉu mấy 26 rồi, rồi đặt xỉu cái đội là xấu nha. Bàn xanh này gõ không thông lắm nha. Bàn xanh này gõ cầu toàn xịt thôi nè ạ. Khả năng cao chắc đổi bàn đỏ mà đánh tôi. Bàn xanh này hơi căng. Rồi xanh đỏ tím vàng anh em. Bàn đỏ thì đang về cho anh em 23532 à. Tiếp cái tài nhẹ một tay nhá. Tôi tí cầu tí tay thì cầu đánh thôi. Cùng lắm thì cầu đẹp chút lại to anh em tí, cầu xấu chút lại nhỏ nhẹ an toàn anh em ơi. Bàn xanh tay này ạ. Cái này tiếp một tay cho anh em free spin nữa này. Là được free spin cho anh em này. Một tay bàn xanh cái này xỉu cho anh em tay 4M đi. Xỉu 4M anh em tí. À tài đi. Đánh 313 luôn tính bị xỉu mà con này đang thiên tài khuôn. Chắc đánh tiêu cầu luôn nên 313 nhá. 313 phát anh em ạ. Đều, ôi rồi. Đây, đây, nãy giờ mới được quay miễn phí 177k anh em mới xong nhỉ. Tôi nãy giờ tưởng xong lâu rồi, ai ngờ chắc được 10 lượt miễn phí quay được 117k. Đấy, quay dòng 25, dòng 20 anh em ạ. Tổng cược tầm 25k mỗi lượt quay mà nổ được 117k miễn phí này khá là ok đúng không? Rồi, cái tài 4M có không anh em? Bàn xanh này giờ gãy mãi nha. Cái này mà không chinh phục được nó thì hơi căng đấy. Tài nào? 16 rồi, 16 ra xấu phải thế chứ. Ngay quả tài 13 anh em như thế này. Sao mà gãy hồi được anh em đúng không? Gãy hồi được thì phải xem xét lại tình hình tí như nào đấy. Cầu mà gõ gãy hồi này anh em phải xem xét lại đây. Không đùa được anh em ạ. Hơi căng đét cho anh em rồi. Tài tí một tay đi anh em ơi. Bàn đỏ chúng tài luôn. Thông hai tay cho anh em rồi. Rồi vừa nổ phát bao nhiêu không thấy kịp nhỉ. Tại mình đang quay chế độ auto fast nên quay nhanh ấy. Nên hũ nổ nhanh quá nhìn không kịp anh em ạ. Tí xem thống kê xem nổ to không anh em nhá. Ok chưa? Căng cực cho anh em phát ở đây. Mẹ ơi bằng xanh tiếp xỉu nha anh em ơi. Bằng xanh xỉu 2M cho anh em nhá. Bằng xanh khả năng mình vẫn cứ tiêu là 212 thôi anh em. Bằng xanh vẫn cứ 212 đây theo cầu đều tay anh em tí này.
bàn đỏ cũng 212, bàn đỏ 212 được tầm 4 5 tay rồi chưa gãy cầu. Bàn xanh mà gãy thì bàn đỏ mình vẫn cứ theo cầu thôi anh em nhá. À, bắt được vào cầu bệt 212, cầu 313 này đều tay tí này, được free spin tiếp này, 32, 324 này. 234 cho anh em ngay quả xỉu chín luôn. Bàn đỏ này vẫn xỉu nhá, bàn đỏ vẫn cứ 212 thôi, đánh 2M nhẹ nhàng thôi anh em. Bắt đầu có lãi rồi, mình đánh tiền nhỏ một chút lãi luôn, không phải đánh tiền to làm gì. Ôi, 312 tiếp anh em ạ. Trên thì 234, dưới thì 123, khá là ok, hợp lý luôn. Cầu đẹp trúng khuôn anh em, vào được quả cầu bệt như này cứ theo đều tay chốt lãi thôi nhờ. Rồi, 313 này tay 3 dễ gãy đúng không? Nhưng mà vẫn đánh về cái tài nhá. Nếu nó gãy nó sẽ gãy tay này chứ không gãy tay sau đâu anh em ạ. Tầm như thế. 310 tài anh em ở đây. Anh em nhớ là video clip trên kênh của mình thì chuyên chia sẻ cho anh em những cái phương pháp gõ cầu tài xỉu dễ dễ ăn dễ thắng ấy. Phương pháp mẹo soi cầu bắt cầu tài xỉu chuẩn khuôn giúp anh em tăng tỷ lệ chốt lãi rất là cao tại cổng game Thiên Đường Trò Chơi TDTC và review hũ này. Chia sẻ anh em phương pháp quay hũ thế nào để mà đạt được cái tỷ lệ nổ cao, dễ dàng chốt lãi, dễ dàng nổ to, nổ lớn, vốn nhỏ vẫn có thể quay được. Đấy, anh em cứ set up đúng cái mẹo mà tôi chỉ cho anh em thì tỷ lệ nổ cực cao cho anh em luôn. Sang hũ TDTC không khó nếu mà biết cách gọi là chọn cái đồng lai hợp lý anh em ạ. Rồi ok, chúng ta cho anh em 646 này vẫn tài đẹp anh em ơi. Khả năng cái này không chốt được lại cái lãi to thì có lỗi với anh em quá nhờ. Đều tay cầu chốt lại tí anh em phát nào, đều tay đều cầu chốt lại anh em tí luôn. Cây tài tiếp anh em nhá, vẫn là 313 đúng không? Đánh cái nào gãy cầu thì mình sẽ chốt lại luôn anh em ạ. Đánh cái nào gãy cầu chốt lại luôn cho anh em đi. Ui, 40M anh em thấy không? Vốn này là 25M đúng không? 25M lên 50M rồi ít 2 số 4 luôn không ạ? Ôi rồi lại tổng 25M. Ấy, quay hũ gõ cầu anh em thấy combo kiếm tiền làm giàu không khó đúng không anh em? Gõ cầu quay hũ chưa tới 8 phút kiếm 25 củ cho anh em bằng 3 4 tháng lương anh em làm cực khổ rồi. Mình kiếm cái 8 phút thôi. Rất là nhẹ nhàng, người ta gọi là việc nhẹ lương cao. Với điều kiện thì phải có thêm kiến thức, phải biết cách quay hũ, set up hũ như nào, dễ nổ này, biết cách gõ cầu như nào cho nên gọi là đạt được tỷ lệ thắng cao. Đấy thì cứ xem hết những cái video clip trên kênh của tôi thôi. Rồi, bây giờ thì chốt nhiệt lại 25M thành công cho anh em ở đây tại cổng game Thiên Đường Trò Chơi nhá. Anh em bà con bác xem video thấy hay nhớ like, tìm subscribe, đừng ý kênh ủng hộ tôi. Còn giờ thì bye bye anh em, hẹn gặp anh em ở những cái video ngày hôm sau. Bye anh em nhá.